Hello, xin chào quý vị anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý vị anh chị đến với ITP Club Channel. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau có mặt trong buổi một cái video để cảnh báo cho quý vị anh chị về một mã cổ phiếu mà được rất là nhiều người quan tâm trong thời gian vừa qua và cũng được rất là nhiều đội nhóm các cái diễn đàn tung hô. Vừa rồi thì chúng ta cũng theo được cái xu hướng đó và đã có những cái điểm mua và cái lợi nhuận nhất định đối với mã cổ phiếu này. Tuy nhiên trong thời điểm này chúng ta nhận thấy những cái dấu hiệu có khả năng sẽ rủi ro rất là cao, nên là cảnh báo cho quý vị anh chị nhá. Thì mọi người có thể dựa vào đó cân nhắc những cái quyết định đầu tư của riêng bản thân mình. Sơn Thịnh sẽ tiến hành đó là phân tích mã cổ phiếu DIG ha. Thì đối với cổ phiếu DIG anh chị thấy là trong cái thời điểm vừa rồi có những cú rung lắc rất là mạnh ha, và tiếp tục trong mấy phiên gần đây thì được đánh thốc lên rất là tốt, đánh thốc lên rất là tốt, cho thấy những cái dấu hiệu của đội lái đang có những ý đồ nhất định trong thời điểm này. Và cái việc tâm lý của thị trường bắt tâm lý của các nhà đầu tư đang rất là hưng phấn sau khi đích quay trở lại cái trend tăng ha, tâm lý rất là hưng phấn. Đây là cái dấu hiệu rủi ro rất là cao, và những cái chỉ báo, những cái cảnh báo nhất định, những cái cảnh báo nhất định trong cái thời điểm này mọi người có thể tham khảo ở đây. Thì chính xác thì chúng ta sẽ nói về cái việc lực cung của thị trường của nhà đầu tư lớn đã cạn ha, lực cung cạn khá tốt, nhưng lưu ý những cái phiên cầu bán tháo, những người nắm giữ cổ phiếu bán ra rất là nhiều đúng không, sẽ gây ảnh hưởng lớn tới hướng đi tiếp theo của đường giá. Và trong một cái pro trend, trend rất là mạnh á, thì ADX có cái dấu hiệu là lớn, bật lên lớn hơn 40 đúng không? Tuy nhiên Bollinger Band lại dưới, những ở phía dưới lại chững lại, không có đi theo. Bollinger Band lại không có đi theo nhá. Thì có nhiều khả năng đó là cái tín hiệu đảo chiều. Nếu tín hiệu đảo chiều xảy ra thì chúng ta sẽ có những cái cú rơi rất là sâu. Chỉ cần bây giờ có một cái pha giảm điểm đối với cổ phiếu DIC, nó sẽ một cái cây nến đỏ ha, một cái cây nến đỏ. Thì sẽ xác nhận là phân kỳ đảo chiều trong ngắn hạn nhé. Thì lúc đó DIC có khả năng sẽ điều chỉnh về quanh vùng 38 cho tới 40, sorry 33 cho tới 35, 33 cho tới 35. Anh chị cẩn thận, cẩn trọng với đối với mã cổ phiếu này nhé, và đưa ra cho chúng ta những cái quyết định đầu tư phù hợp. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị anh chị trong những cái clip sau. Mong là mọi người sẽ tương tác xem là có những cái tín hiệu có chính xác hay không. Mọi người chúng ta sẽ cùng nhau chiêm nghiệm và tương tác nha, cùng nhau rút ra những bài học để ngày càng hoàn thiện hơn trong việc phân tích và đầu tư của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị. Xin chào.